Quý vị, các bạn yêu thích chim cô gái thân mến, thì hôm nay xin giới thiệu với các bạn một cái clip mà những cái chú chim đã được bón từ nhỏ và đã được thuần hóa như thế này. Thì quý vị các bạn thấy là nó chính là những cái thế hệ bố mẹ hậu bị rất là ok. Đó. Rất là ok các bạn thấy không? Đó. Đấy, là những cái tiêu chuẩn để mà ra được những dàn bố mẹ, nó ra được trứng con thuần thục là một trong những yếu tố mà các bạn nên nhớ là chúng ta phải nuôi chim bón từ nhỏ. Bởi vì một trong những cái yếu tố mà nuôi chim sinh sản không thành công là cái sự gọi là nhát và nó không gần gũi với người từ nhỏ. Chính vì vậy trong quá trình các bạn nằm ổ mà nó không kín hoặc là có hơi người động đậy thì nó sẽ làm cho những cái việc mà nuôi sinh sản nó sẽ bỏ trứng hoặc là ấp nó không tập trung, nó làm cho chim phôi trứng là yếu và thậm chí là còn ung. Đấy. Và khả năng nuôi con cũng sẽ không khéo, cũng như là khả năng sinh sản, độ bền sinh sản cũng kém. Bạn thân mến là như vậy. Thì cái lượng chim cu gáy mà mình có cung cấp ra thị trường chim giống như thế này thì lên đến rất là nhiều, hàng nghìn con ấy. Thì các bạn thấy là một trong những cái đây là cái giai đoạn mình đang tập cho nó ăn. Các bạn nên nhớ là khi giai đoạn này là giai đoạn giao thời giữa việc ngừng việc bón và cái việc cho nó ăn, thì các bạn thấy là gì, mình nên để nhiều vào cái khay đá như thế này, khay uống vào khay đá như này, khay đá nhôm là để thức ăn, khay đá nhựa là để uống. Các bạn nên nhớ là để như thế này nó gần như là nó tạo thành một cái mặt phẳng rộng, chỗ nào có thể ăn được, chỗ nào có thể uống được. Tất nhiên là hơi lãng phí một chút nhưng mà nó sẽ đảm bảo được cái tỷ lệ là chim nó sẽ ăn đó. Các bạn nhìn này nó ăn đấy, nó vẫn búng cánh đấy, thì chính như vậy là nó ăn thì nó sẽ ổn định và nó sẽ chắc chắn sau một thời gian là nó sẽ tự độc lập được. Nhưng mà cái tiền thân của những chú chim này thì sau này có sổng ra là chúng sẽ về, chúng không có khả năng kiếm mồi, không có bản năng sinh tồn tự nhiên, chúng rất phụ thuộc vào thức ăn có sẵn. Các bạn thấy là mỗi một tầng này là số lượng rất là nhiều. Các bạn thấy chưa? Chim non. Đó. Các bạn một trong những các bạn có hỏi là chim cu gáy mà cùng một đôi, cùng một huyết thống thì nó có đẻ không? Thì thực ra là nó cũng sẽ đẻ. Duy nhất là giống em gửi số nhà xe để cho sang bên cho 178 này họ tự liên hệ với nhau. Đó. Rồi có cái sự trục trặc một chút nho nhỏ là giữa nhà xe và người mua chim ở trong Sài Gòn họ không liên lạc với nhau. Đó. Và xã có giải thích như vậy. Ok. Các bạn thân mến. Nó chỉ có sự thuần thục như thế này. Đó. Thank you.
Các bạn thấy không? Chỉ có khoảnh khắc ở nơi yêu thích, đam mê kênh Chim Cô Gái Hay trên YouTube và trên Facebook với số điện thoại là 0163 5305982 và 0989177982. Đó, số lượng rất là nhiều, luôn luôn trong nhà lúc nào lên vài trăm con chim như thế này để phục vụ các bạn. Và nếu như các bạn tin tưởng thì tôi sẽ đảo một con trống, một con mái khá ổ thì tôi sẽ gửi cho các bạn làm giống. Và nếu như các bạn nuôi sau một thời gian mà nó vẫn trông được ưng ý thì có thể là tôi có thể đổi tiếp cho các bạn. Đó là một cái thái độ rất là mang tính chất là đam mê và chơi đi cùng với nhau đến tận cùng. Đó. Và tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình nuôi sinh sản. Kể cả các bạn nuôi chim khách cũng vậy thôi. Thì các bạn thấy là đây là khu vực ở đám sảnh trên. Còn dưới vườn thì rất là nhiều. Dưới vườn là những con đôi mà nó đã ăn thành thạo rồi. Đã ăn uống thành thạo rồi. Mình mới cho xuống dưới. Và dưới vườn thì mình nuôi hoang dã ở ngoài trời. Nên chim rất là bóng trơn, rất là đẹp. Nên loại này thì nó còn đang ở giai đoạn giao thời giữa tự ăn và còn đang bón bổ sung. Nếu như buổi tối mà mình thấy con nào mà nó không bắt được mồi mấy, sờ diều nó kém thì mình phải bón thêm các bạn nhé. Đó. Mỗi một cái lồng này là 3 tầng. Mình mua cái lồng này là lồng bồ câu mà mình tự ghép cái này, tự bấm ghim nó vào. Đấy, trị giá nó khoảng 101-102 tính đã chọn gói vào. Cả khay nó là 103. Những khay hứng phân này nó rất là tiện. Bên này cũng vậy thôi. Đấy. Các bạn thấy mình chuyên sâu vào chim cu. Đúng không ạ? Rất là nhiều. Hy vọng rằng các bạn sẽ gọi đến số tổng đài là 0163 5305982. Và đặc biệt là những chú chim mồi, những chú chim khách rất là thuần thục. Cú. 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 Rất là hung hãn. Mồi quá lũa luôn. Và ở đây thì có một vài tay cơ chuyên em Phượng Hoàng. Đó, đuôi dài Phượng Hoàng lắm. Đó. Đó. Các bác mua con Phượng Hoàng nửa, chân đỏ, màu đỏ. Đó. Các bác có thể liên hệ cho Thao Cô Gái cũng được. Vì cái loại này là mình ở đây thì anh em mà đánh bẫy được ở ngoài rừng và đã cho vào cám tốt rồi, nó ăn cả thịt lạc, cả thạch thùng rồi, cả cám cò nữa. Thật ra là nó cũng đuôi nó rất là dài, đẹp, mà nó thỉnh thoảng nó chọi nhau, nó kêu. Đặc biệt là cái mỏ của nó, mỏ chân của nó đỏ vàng chói. Ú. Ú. Một lần nữa mong là các bạn sẽ đăng ký cũng như kết bạn kênh Chim Cô Gái Hay ở trên Facebook và trên Chim Cô Gái Hay ở trên YouTube. Các bạn sẽ comment và tiếp tục là sẽ là những người nhận thông báo và đón nhận những video mới nhất của Thao Chim Cô Gái với địa chỉ là cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, với số điện thoại liên dùng để giao lưu với các bạn là 0163 5305982 và 0989177982. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công trong cuộc sống.
Hy vọng rằng video này sẽ góp phần thêm niềm vui cho quý vị và các bạn và chia sẻ kinh nghiệm. Đây là kênh chia sẻ cộng đồng về chủ đề chim cung gáy của mình. Thân ái chào tạm biệt.